ngày 12 tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy chữa cháy với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị thời gian qua tình hình cháy nổ sự cố tai nạn diễn biến phức tạp khó lường tần suất ngày càng cao nhất là tại các vụ cháy ở các khu dân cư chung cư cao tầng khu công nghiệp chợ trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh đặc biệt là tại các quán karaoke thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh những vụ việc nghiêm trọng thương tâm xảy ra trong thời gian qua là cảnh báo và cho thấy tình hình là khẩn cấp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa ứng phó với các sự cố tai nạn quả quạng để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết phòng cháy chữa cháy và công tác cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay bởi kinh tế xã hội nước ta đang trong quá trình phát triển công nghiệp quá đô thị quá diễn ra mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà và công trình cao tầng ngày càng nhiều hoạt động lao động sản xuất kinh doanh gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng quá chất lớn dẫn tới nguy cơ rủi ro tiềm ẩn về cháy nổ sự cố tai nạn trong khi đó nhận thức hành vi thói quen về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của mọi người còn hạn chế kỹ năng xử lý ứng phó khi có sự cố là chưa cao việc thực thi quy định pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn còn hạn chế bất cập tại hội nghị với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc các đại biểu thẳng thắn tập trung đánh giá những kết quả đạt được Đặc biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại hạn chế, bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó tập trung vào các vấn đề như hoàn thiện chính sách pháp luật, khâu tổ chức thực hiện và công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm, tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.